Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương cũng như các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ra soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương kịp thời, quy hoạch về đất đai, xây dựng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo cơ sở tiền đề cho việc triển khai các dự án phát triển điện lực một cách thành công. Các tập đoàn năng lượng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, góp phần thực hiện hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực quốc gia theo quy hoạch được phê duyệt.